hai xe khách chạy đua tốc độ như trong phim hành động trên quốc lộ. Hai xe khách dù nằm thể hiện màn đua tốc độ trên quốc lộ 20 khiến người đi đường được phen kinh hồn bạt vía. Tình huống trên xảy ra vào khuya 14 tháng 7 trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Theo tài xế T chia sẻ, anh đang di chuyển trên quốc lộ 20. Khi vừa vào đoạn đường có biển báo cấm vượt thì ngay phía sau bên trái chiếc dù nằm vượt lên và cùng thời điểm đó bên phải anh lại xuất hiện thêm một chiếc xe dù nằm khác cũng vượt phải như đang đua tốc độ. Chiếc ô tô con của anh T như vào thế bánh mì kẹp thịt, anh cho biết nếu không chú ý quan sát thì có thể xe của anh đã xảy ra va chạm với hai xe dù đang phóng tốc độ cao. Anh Trần Trí, ngụ huyện Định Quán dọc quốc lộ 20 cho biết đường quốc lộ 20 càng về khuya thường xuất hiện các xe chở rau củ và các xe dù nằm chạy với tốc độ rất cao. Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ 20 liên quan đến các loại xe này. Theo quy định hiện nay, vượt xe không đúng luật giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ với phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo điểm D khoản 5 điều 5. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng theo điểm B khoản 11 điều 5. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.